xem đây mày lau miệng cái nào. Ngon, đi đây, cô Vy đây. Cô Vy đây mày lau miệng nha. Em sẽ đi ăn xong rồi đó. Rồi, bây giờ Bi ở đây ơi, Bi giúp mẹ đi đổ vỏ nhé. Mẹ dặn này, Bi giúp mẹ đi đổ vỏ nhé. Mẹ cho Seri đi ngủ cái nha. Bây giờ Seri đi ngủ rồi, Seri buồn ngủ lắm rồi đấy nha. Được không? Nào, cô Mon với cô Bi ở đây. Mẹ cho Seri đi ngủ rồi, thì mẹ ra nha. Ri ơi, đi ngủ nào. Nào, Mon cho Mon ở đây, Mon ra đây với chị cô Bi đi. Rồi, đi ngủ thôi. Rồi yên đó nha. Bi nhớ tí gọi mẹ với nhau đi nha. Rồi. Đi ngủ thôi. Dạ. Buồn ngủ lắm rồi.
Thì em dạy á.